Ngày tháng bên nhau rồi cũng qua mau, cho tới giữ những nghẹn ngào như những con diều từng chiều ta thả bay cao vút trong gió. Tuổi trời ngây ngô đã qua bạn ơi, đừng quên năm tháng ấy. Ngày mai ta xa rồi bạn ơi, hãy giữ những ký ức nói từng chiều sóng chơi bên nhau, bỏ quên đi hết những bộn bề. Cánh phương hồng lặng rơi, anh mang chiều qua từng cung đường, dòng lưu vút mây đó xa bao mãi vẫn còn đi. Đã gia đình mua nhà đã đến với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn nhà giá rẻ nằm ngay trên trục đường cây châm thuộc phường 9 quận Gò Vấp nha. Một căn nhà hướng đông nam, ngang 3m7 sâu 8m, giá bán chỉ có 2 tỷ 980 triệu đồng thôi. Và được tặng nội thất như là sofa, bàn ăn, tủ lạnh, trên thì có giường nệm và máy lạnh nha. Giá bán 2 tỷ 980 và giá vẫn còn thương lượng. Đây là con đường trước nhà nha anh chị. Con đường trước nhà thì nó rộng phải tầm con đường trước nhà thì rộng khoảng tầm 4m nha. Đường hẻm xe hơi 4 chỗ di chuyển vào đậu trước nhà. Và cách trục đường chính cây châm khoảng tầm 50m thôi. Hẻm một xẹt nha mọi người. Nhà này sẽ có một lớp cổng sắt, có kính cường lực và có rèm cửa. Đây là không gian phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách được chủ nhà tặng lại bộ sofa, sàn gạch 80. Và chúng ta được trang trí ốp gạch dán tường cũng như là dán dán tường rất là đẹp và sang nha. Trần có thạch cao, đèn và thiết kế cực kỳ là hợp lý, xinh xinh. Giá tiền thì có 2 tỷ 980 triệu đồng thôi. Anh chị nào quan tâm thì hãy gọi ngay về tới bên em theo hai đầu số đang hiển thị ngay trên màn hình. Khu vực cầu thang đúc khoảng tầm 50 và được ốp đá hoa cương, tay vịn gỗ sồi và lan can bằng kính nha. Dưới chân cầu thang có toilet. Khu vực phòng bếp thì chúng ta cũng được chủ nhà bố trí sẵn máy lạnh, tủ lạnh và máy giặt. Có ngăn tủ bếp này. Phía dưới chân cầu thang có toilet, bồn cầu khối nha. Chúng ta cùng di chuyển lên khúc phía trên. Nhà có 2 tỷ 980 thôi và lại có nội thất. Ngang 3m7 sâu 8m. Hướng nhà là hướng đông nam. Sàn trên này được ốp sàn gạch giá gỗ nha mọi người. Và chúng ta có giường 1m6 kèm với nệm, tủ quần áo, máy lạnh LG. Và được trang trí bày biện rất là xinh xắn, dễ thương nha. Bên ngoài có ban công để chúng ta phơi đồ, cửa nhôm Sinfa. Quý anh chị khách hàng nào đang xem video thì chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh YouTube của Nhà đất Bá Hưng và nhớ bấm chuông nha. Bá Hưng sẽ cố gắng nỗ lực ra nhiều video nhà giá rẻ cho anh chị lựa. Phía trên này chúng ta có một cái toilet này này. Phía sau này là phòng số 2 nha mọi người. Phòng số 2 của căn nhà này thì cũng có giường, nệm. Đấy, và video của em đến đây là kết thúc rồi. Anh chị khách hàng nào xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.